So sánh tiềm lực quân sự, Trung Quốc khó bề khuất phục Ấn Độ. Quý vị và các bạn thân mến, ngân sách quốc phòng nhiều hơn, số lượng trang thiết bị quân sự lớn hơn, nhưng Trung Quốc khó có thể khuất phục một Ấn Độ có tiềm lực hạt nhân hùng mạnh. Bất cứ khi nào Ấn Độ và Trung Quốc diễn ra căng thẳng ở biên giới, một câu hỏi luôn luôn đặt ra trước tiên, nước nào có tiềm lực quân sự mạnh hơn? Hiển nhiên câu trả lời là Trung Quốc. So về năng lực quốc phòng tổng thể, Trung Quốc vượt trội so với Ấn Độ. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 152 tỷ đô la, nhiều gấp 3 lần Ấn Độ, chỉ với 51 tỷ đô la. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc có thể khuất phục Ấn Độ. Chính phủ ở cả hai nước đều tin rằng, cuộc xung đột kế tiếp nếu có diễn ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, giới hạn về quy mô thay vì một chiến dịch đối kháng kéo dài quy mô lớn. Lý do chính xuất phát từ năng lực hạt nhân của mỗi nước, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều sở hữu tiềm lực hạt nhân hùng mạnh. Bản so sánh chi tiết dưới đây sẽ phần nào cho thấy sức mạnh quân sự của voi và rồng châu Á. Về lục quân, theo tờ Economic Times, Ấn Độ có khoảng 1,2 triệu quân thường trực, 4.426 tăng chiến đấu, 6.704 xe thiết giáp, 290 pháo tự hành, 7.414 pháo kéo và 290 súng phóng rocket. Trong khi đó, Trung Quốc có khoảng 2,3 triệu quân thường trực, với 6.457 xe tăng, 4.788 xe thiết giáp, 1.710 pháo tự hành, 6.246 pháo kéo và 1.770 súng phóng rocket. Về hải quân, trang thiết bị hải quân của Trung Quốc gồm có 714 tàu, kể cả một tàu sân bay, 51 khinh hạm, 35 tàu khu trục, 35 tàu hộ tống, 68 tàu ngầm, 220 tàu tuần tra và 51 tàu tác chiến cỡ nhỏ. Hải quân Ấn Độ có 295 tàu, trong đó có 3 tàu sân bay, 1 tàu đã biên chế, 1 tàu đang chế tạo và 1 tàu đang có kế hoạch đóng. 14 kinh hạm, 11 khu trục, 23 tàu hộ tống, 15 tàu ngầm, 139 tàu tuần tra và 6 tàu tác chiến mini. Rõ ràng về sức mạnh hải quân, Trung Quốc vượt trội hơn hẳn so với Ấn Độ. Tuy nhiên, điều quan trọng là hải quân Ấn Độ đang tích cực mua sắm hoặc đóng mới thêm nhiều tàu để mở rộng hạm đội của mình. Về không quân, tổng số lượng máy bay của Ấn Độ khoảng 2.102 chiếc, trong đó có 676 máy bay tiêm kích, 809 máy bay cường kích, 857 máy bay vận tải và 323 chiếc máy bay huấn luyện. Tổng số máy bay trực thăng khoảng 666 chiếc, gồm cả 16 chiếc trực thăng tấn công. Trung Quốc có tổng khoảng 2.955, gồm 1.271 máy bay tiêm kích, 1.385 máy bay cường kích, 782 máy bay vận tải, 352 máy bay huấn luyện. Về trực thăng, nước này có 912 chiếc, trong đó có 206 trực thăng tấn công. Về vũ khí hạt nhân, kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ có khoảng 130 đầu đạn. Tầm bắn tối thiểu của tên lửa chiến thuật là 150 km. Khoảng cách tấn công xa nhất đã được thử nghiệm thành công là từ 5.000 đến 6.000 km. Tên lửa Agni-V, Surya, tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, đang được Ấn Độ phát triển có tầm bắn lên tới 16.000 km. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân gồm 270 đầu đạn. Tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 15.000 km. Trung Quốc có lá chắn tên lửa có thể đánh chặn các tên lửa đối phương trước khi chúng bay vào lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh có ít nhất 90 chiếc ICBM, trong đó 66 chiếc phóng từ mặt đất và 24 chiếc phóng từ tàu ngầm. Buộc phải rút radar nổi, Mỹ lộ khoảng trống chết người nếu bị tập kích tên lửa bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, trạm radar nổi trên biển SPX sắp đến kỳ phải đi bảo dưỡng. Liệu lực lượng phòng thủ tên lửa Mỹ có đủ khí tài cảnh báo sớm để đánh trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương? Trả lời vấn đề này, đại diện Cục Phòng thủ tên lửa Mỹ MDA cho biết, khi trạm radar nổi trên biển băng sóng X, Sea Base X-Band, viết tắt là SBX, buộc phải đưa đi bảo dưỡng vào năm 2020, sẽ không ảnh hưởng tới khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa của những đợt tấn công bằng tên lửa của đối phương. Trong một buổi điều trần ở tiểu bang, các lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, các nhà lập pháp đã đưa ra sự quan ngại rằng đài radar SBX sẽ phải tạm thời đưa ra khỏi biên chế trước khi MDA trang bị một đài radar tầm trung mới để cảnh báo tên lửa ở Hawaii. Trong bản yêu cầu ngân sách năm 2018, MDA đã đề nghị được cấp 21 triệu đô la để bắt đầu triển khai chạy đua nhằm tìm kiếm nhà thầu có năng lực để chế tạo một đài radar mặt đất dự kiến đặt ở Hawaii. MDA có kế hoạch hoàn thành cuộc đấu thầu và trao hợp đồng cung cấp radar cảnh giới ở Thái Bình Dương trong năm 2018 và phải được hoàn thành cơ bản vào năm 2023. SBX là trạm radar mảng pha băng sóng X lớn nhất thế giới, trông như một quả cầu khổng lồ lắp trên giàn khoang di động SBX-1
có thể được đưa tới mọi chiến trường trên khắp thế giới để đảm trách nhiệm vụ chiến đấu cũng như cảnh báo sớm với độ chính xác cao. Cho tới năm 2020, trạm radar này bắt buộc phải đưa lên ổ nổi để tiến hành công tác bảo dưỡng định kỳ. NGA đã yêu cầu được cấp 130,7 triệu đô la để trang trải một phần cho việc kéo dài thời gian hoạt động của trạm radar này từ 120 ngày lên 330 ngày liên tục ở trên biển, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Mỹ để bảo vệ lục địa. Hiện nay có những lo ngại rằng trạm radar mới đặt ở Hawaii sẽ không thể đưa vào triển khai đúng hạn vào năm 2023. Vì thế này, vị trí chính xác còn chưa được lựa chọn và cần phải thực hiện một nghiên cứu đánh giá tác động môi trường rất kỹ lưỡng, mà trong lịch sử thì các kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự hay trận địa chiến đấu thường kéo dài hơn so với dự tính. Phó Đô đốc James Searings báo cáo với Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng có thể lùi thời gian đưa trạm radar SBX đi bảo dưỡng thêm một vài năm. Chúng tôi có thể trao đổi với các trắc thủ vận hành cũng như các chỉ huy về việc liệu có rủi ro nào có thể chấp nhận được, và tôi cũng sẽ kiểm tra toàn diện phần thân dưới nước để có được kết luận chính xác nhất về tình trạng của con tàu này, ông Searing nói. Việc quyết định đưa SBX đi bảo dưỡng vào năm 2020 hay muộn hơn còn tùy thuộc vào tiến độ triển khai của trạm radar ở Hawaii cũng như tiến độ triển khai trạm radar cảnh báo tên lửa tầm xa LRDR ở Alaska, ông Searing cho biết, nhưng quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào cấp trên. LRDR là hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo được cho là hiện đại nhất của Mỹ tới thời điểm này. Với các địa điểm triển khai Alaska, California, chúng có khả năng cảnh báo sớm các mối đe dọa bởi các tên lửa đường đạn xuyên lục địa từ Triều Tiên hay Iran. Theo kế hoạch, LRDR sẽ chính thức bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Vì thế, cho dù trạm radar SBX trên biển và trạm radar ở Hawaii chưa thể đưa vào trực chiến, thì quần đảo Hawaii và lục địa nước Mỹ vẫn được bảo vệ trước các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bởi các hệ thống radar bố trí Alaska và California, cũng như các trạm cảm biến trên vũ trụ, trên biển và trên mặt đất khác. Trạm radar Hawaii không phải được chế tạo để thay thế bất cứ hệ thống nào, mà nó được đưa vào sử dụng để tăng cường thêm một lớp phòng thủ từ xa. Trong khi đó, MDA đang đánh giá 6 hoặc 7 địa điểm ở Hawaii để lựa chọn vị trí đặt đại radar, nhưng chưa chính thức đưa ra nơi thích hợp nhất, theo ông Sirin. Trong số đó, trường bắn tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai dường như có thể sẽ được chọn. Bên Hải quân hoàn toàn hiểu rằng sự cần thiết phải có trạm radar này, và chúng tôi đang sát cánh cùng họ để giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể phát sinh nếu triển khai ở trường bắn này. Thêm tín hiệu Việt Nam mua máy bay C-295AEVK và C. Theo truyền thông quốc tế, Hải quân Việt Nam sẽ mua ít nhất 2 máy bay C-295AEVK và C nhằm nâng cao khả năng kiểm soát không phận Biển Đông. Việc đồn đoán Việt Nam mua C-295AEVK và C nhằm nâng cao khả năng kiểm soát không phận Biển Đông và cung cấp thông tin trinh sát cảnh báo sớm, phục vụ nhiệm vụ kiểm soát bầu trời, sẵn sàng chiến đấu. Thông tin này không phải không có cơ sở khi nhiều tín hiệu gần đây cho thấy nhiều khả năng Việt Nam sẽ ưu tiên mua loại máy bay này. Đặc biệt, truyền thông trong và ngoài nước mới đây còn đăng tải hình ảnh đoàn đại biểu quân đội Việt Nam tham quan máy bay C-295AEVK và C. Vậy, máy bay này cần thế nào đối với Việt Nam? Theo phân tích của nhiều chuyên gia, quân đội Việt Nam đã bước đầu hình thành khả năng tác chiến đa dạng với các loại vũ khí hiện đại như máy bay Su-30MK2, tàu tên lửa cao tốc Monia, tàu hộ vệ tên lửa Gepard, tàu ngầm Kilo 636, tên lửa bờ Passion B. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu một phương tiện liên kết các hệ thống vũ khí hiện đại, cũng như là cánh tay nối dài cho hoạt động, đó chính là máy bay cảnh báo sớm. Các máy bay cảnh báo sớm đóng vai trò phối hợp với máy bay, tàu chiến giúp phát hiện mục tiêu từ xa, dẫn đường cho tên lửa, mở rộng phạm vi chiến đấu của vũ khí. Bên cạnh đó, máy bay cảnh báo sớm còn là trung gian giúp liên kết cũng như điều phối hoạt động của các loại vũ khí khác nhau. Ngoài ra, theo giới phân tích, loại máy bay này sử dụng khung thân của máy bay vận tải C-295 nên sẽ giúp giảm thiểu chi phí, bảo dưỡng cũng như huấn luyện đào tạo phi công, thợ máy. Bên cạnh đó, radar của ELTA có thể liên kết được với các vũ khí thuộc hệ Nga mà Việt Nam đang sở hữu, do Israel có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cải tiến vũ khí cũng như là cung cấp radar trên máy bay cảnh báo sớm cho Ấn Độ, nước sử dụng nhiều máy bay thế hệ Nga, nên C-295AEVK và C được đánh giá là giải pháp tối ưu cho nhu cầu của Việt Nam. Việt Nam có nên mua BMPT-72 kèm theo T-90MS? Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua đã có rất nhiều báo trong và ngoài nước đưa tin về việc Việt Nam có thể đặt mua số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga nhằm phục vụ công cuộc nâng cấp sức mạnh và đưa lục quân tiến lên hiện đại, sánh vai cùng phòng không không quân cũng như hải quân. Sau khi thông tin trên được công bố, lại xuất hiện nhiều ý kiến bình luận về việc Việt Nam có nên mua kèm cả xe chiến đấu hỗ trợ tăng
BMPT-72 Terminator hay không. Vì trong đội hình tác chiến của quân đội Nga thì đây là phương tiện giữ vai trò rất quan trọng, gần như không thể thiếu. Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator ra đời từ thực tiễn chiến trường Chechnya. Quân đội Nga trong cuộc tấn công vào thủ phủ Grozny đã phải chịu thiệt hại rất nặng nề vì chiến thuật sai lầm. Khi đó, xe tăng đã đi giữa hai dãy nhà cao tầng mà không có bộ binh đi kèm. Chúng trở thành mồi ngon cho các tay súng RPG phục kích và bắn từ trên cao vào đúng vị trí bọc giáp mỏng nhất. Hàng loạt xe tăng T-72 và cả T-80 bị phá hủy cũng như bắn hỏng đã khiến người Nga phải nhanh chóng nghiên cứu ra một loại phương tiện mới. Loại xe cơ giới này yêu cầu phải có tháp pháo nhẹ, xoay nhanh, trên đó bố trí vũ khí, đủ uy lực mang theo cơ số đạn cũng như góc bắn lớn để tấn công được những mục tiêu mà khẩu pháo chính trên xe tăng rất khó hoặc không thể bắn được. Đó chính là tiền đề của việc ra đời xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator. Kể từ khi chiếc BMPT Terminator chính thức ra mắt năm 2002, cho tới phiên bản nâng cấp BMPT 72 Terminator 2 được giới thiệu hồi năm 2013, cho dù có một vài thay đổi về kết cấu, nhưng ý tưởng thiết kế vẫn được giữ nguyên. Nhờ hai nòng pháo 2A42 cỡ 30mm cùng súng máy BKTM lắp trên tháp pháo nhẹ kết hợp thiết bị điện tử tinh vi, phương tiện này đảm bảo tấn công được mọi mục tiêu ở góc khuất hay trên cao một cách nhanh chóng, khiến đối phương gần như không có cơ hội để gây hại cho xe tăng. Bên cạnh đó, nhờ bốn tên lửa 9M120 Ataka mà BMPT-72 vẫn đủ sức tự vệ, thậm chí tiêu diệt nhiều chiến xa hiện đại trên chiến trường khi không có sự bảo vệ của xe tăng. Vậy với sức mạnh khủng khiếp của BMPT-72, Việt Nam có nên mua sắm? Để trả lời, trước hết cần xem xét vài yếu tố. Giá thành của mỗi chiếc cũng đắt ngang ngửa T-90MS, trong khi mục đích sử dụng của nó là chống lại chiến tranh du kích ở môi trường tác chiến đô thị. Đối với trường hợp cụ thể của Việt Nam, theo nhận định của nhiều chuyên gia, đối phương tiềm tàng của chúng ta không phải là các phiến quân cực đoan như tại Syria hay Iraq. Trong trường hợp đối đầu, dự báo kẻ địch sẽ đánh trực diện bằng hỏa lực vượt trội, chứ không ẩn nấp trong các dãy phố để bắn lén. Chính vì vậy, theo bình luận của các chuyên gia, việc mua sắm BMPT-72 kèm theo T-90MS là việc làm không cần thiết, ít nhất là ở giai đoạn trước mắt. Các bạn vừa theo dõi video so sánh tiềm lực quân sự Trung Quốc khó bề khuất phục Ấn Độ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.